Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, những ngày này, các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ theo lịch sắp xếp của đơn vị y tế cho học sinh tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo lãnh đạo bệnh viện, trung bình mỗi ngày có khoảng từ 500 đến 600 học sinh được tiêm vaccine. Tỷ lệ các em phản vệ rất ít và chủ yếu là phản vệ độ 1. Sau khi tiêm và được theo dõi ở bệnh viện thì em cảm thấy sức khỏe em bình thường, không có dấu hiệu như đau ốm, nhức mỏi hay là mệt mỏi chóng mặt gì ạ. Đợt này, trường cho cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Sơn La có gần 800 học sinh trong độ tuổi tiêm vaccine sẽ tiêm trong 1,5 ngày theo lịch tiêm. Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, nhà trường đã tiến hành khảo sát nguyện vọng của cha mẹ học sinh toàn trường. Cùng với đó, gửi hướng dẫn cụ thể tới cha mẹ học sinh và học sinh các quy trình chuẩn bị cần thiết trước khi tiêm, cũng như quá trình theo dõi sau tiêm vaccine phòng COVID-19. Chúng tôi cũng đã phân công là mỗi một lớp ít nhất là 2 giáo viên để đưa học sinh đi tiêm. Kèm theo đó là các đồng chí trong ban giám hiệu sẽ phải có mặt túc trực thường xuyên tại nơi tiêm. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cũng tăng cường công tác phối hợp với các nhà trường, các bậc phụ huynh để hướng dẫn theo dõi sức khỏe sau tiêm cho các em. Nếu có phản ứng nào bất thường thì thông tin ngay cho các cán bộ y tế để xử trí nhanh nhất có thể. Sau khi tiêm thì chúng tôi đều có cái hướng dẫn những các cháu là ở lại theo dõi tại nơi tiêm từ 30 phút đến 1 tiếng, đều có các cái nhân viên y tế hướng dẫn và theo dõi sức khỏe cho các cháu. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng hướng dẫn các cháu là các cái dấu hiệu cần phải theo dõi sau khi trở về nhà hoặc trở về trường học. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sơn La, tính đến hết ngày 11 tháng 12, toàn tỉnh đã tiêm được hơn 52.000 mũi vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, đạt tỷ lệ gần 39%.